Jennifer Aniston và Justin Theroux bí mật kết hôn tin từ Beverly Hills, California. Ngôi sao phim Friends và nam diễn viên Justin Theroux khiến không chỉ những người hâm mộ mà bạn bè của họ cũng rất bất ngờ. Nguồn tin trên tờ báo US cho biết là những người bạn của cặp sao chỉ được mời tới để dự tiệc sinh nhật của nam diễn viên, người sẽ bước sang tuổi 44 vào ngày 10 tháng 8. Khi tới nơi, họ mới hay đó là tiệc cưới. Jennifer Aniston người đã lên kế hoạch toàn bộ cho sự kiện đặc biệt đã yêu cầu người thân và những ai tham gia chuẩn bị lễ cưới phải giữ bí mật không được dùng điện thoại suốt tuần qua một nhà kho lớn được dựng tạm để giấu tất cả đồ đạc chuẩn bị cho tiệc cưới không ai được phép đầu xe gần dinh thự của cặp sao một nguồn tin thân cận của Jennifer và Justin chia sẻ trên tạp chí us tiệc cưới diễn ra đơn giản ấm áp giống như là một bữa tiệc gia đình hơn là đám cưới của hai ngôi sao hạng a của hollywood chỉ có những bạn bè thân nhất của họ. Tiệc cưới rất đơn giản và xúc động. Có rất nhiều tiếng cười cũng như nước mắt, nguồn tin nói như thế. Cô dâu chú rể làm lễ trước khi các chiếc bánh cưới lớn có hai nhân vật giống như rối, mù một nam một nữ trên chớp. Những vị khách có mặt trong lễ cưới gồm Courtney Cox, Lisa Kudrow, Howard Stern, Sia, Tricia Handler, Jennifer Meyer, Emily Blunt, John Kariski, Ellen DeGeneres, Lake Bell, Scott Campbell, Nhếp ảnh gia Terry Richardson là bạn thân của cả hai cũng đã có mặt và chụp ảnh cho họ. Nữ ca sĩ Sia đã hát ca khúc hit chandelier, những cưới do người bạn lâu năm của Justin là Jennifer Meyer thiết kế. Hôm 6 tháng 8, cả hai được bắt gặp rời sân bay Van Nuys tới Bora Bora, hòn đảo tại Polynesia thuộc Pháp quốc để hưởng tuần trăng mực. Justin cầu hôn Jennifer cách đây 3 năm trong lần sinh nhật thứ 41 của anh. Đây là hôn nhân đầu của nam diễn viên và là cuộc hôn nhân thứ hai của Jennifer Aniston, nữ diễn viên đại đơn ly hôn với Brad Pitt tháng 10 năm 2005 sau 5 năm chung sống.